Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học .cc. Chúng ta tiếp tục với bài 35.1 Tìm hiểu về JavaScript BOM Browser Object Model Mô hình hướng đối tượng của trình duyệt Chúng ta đã học về HTML và CSS Có hẳn một series chi tiết về phần này Tại địa chỉ web tự học .cc. Các bạn có thể truy cập vào tự học .cc Để tham khảo một vài dự án cuối khóa Lưu ý là từ bài học này trở đi Chúng ta sẽ tương tác với các phần tử trên trang Cho nên việc nắm rõ kiến thức Cấu trúc của HTML và CSS là quan trọng Các bạn không nắm được phần này Chúng ta sang phần chương này trở đi thì cực kỳ khó học ra script. Trước những bài này thì chúng ta chưa động đến nhiều, đúng không? Nhưng từ bài này trở đi, các bạn sẽ dùng đến rất nhiều kiến thức về HTML CSS và mình đã nói rất kỹ ở khóa học này rồi. Các bạn truy cập vào tự học.cc vào phần CS Tool vào phần dự án. Hiện tại thì có 3 dự án đã hoàn thành và hướng dẫn các bạn từ A đến Z để làm các dự án này, dự án 1, dự án 2 và dự án 3. Chúng ta tạm vào dự án 3 và click vào dự án 3 responsive. Đây là kết quả sau khi các bạn hoàn thành cái khóa HTML CSS đây. Chúng ta đã nhắc đến lý do ra đời của JS ở bài học số 2, danh sách phát về JavaScript. Trước kia khi chưa có JavaScript thì người dùng sẽ phải click vào nút ở trên trang. Web browser sẽ gửi tín hiệu đến server để xử lý. Và sau khi server xử lý xong sẽ trả lại kết quả sau khi đã xử lý và hiển thị lại cái thay đổi đó trên trang cho người dùng. Ví dụ chúng ta có một cái trang web ở đây. Thì nếu chúng ta muốn thay đổi trên trang web này, chúng ta phải click vào một cái nút và từ cái nút đó cái thông tin sẽ được gửi đến bên server server xử lý xong sẽ trả lại tín hiệu cho web browser và lúc này web browser sẽ hiển thị lại thông tin sau khi sửa đổi cho người dùng và bạn nào mà quên thì chúng ta có thể xem lại clip số 2 nhé và các bạn thấy là mỗi một thay đổi nhỏ trên trang web như vậy đều cần phải gửi tín hiệu đến server sẽ làm cho một là cái thông tin xử lý nó chậm đi bởi vì chúng ta phải trung gian qua thằng server để xử lý và cái thứ hai nữa là nếu quá nhiều người dùng chỉ xử lý những cái tác vụ đơn giản như vậy thôi thì làm cho server chúng ta lại quá tải thêm đúng không bởi vì mỗi một cái thao tác đều đều cần ông server này xử lý chúng ta sang phần 2 tìm hiểu về bom là từ viết tắt của browser object model tức là mô hình đối tượng trình duyệt mô hình đối tượng và trình duyệt là một phần của môi trường trình duyệt web cung cấp một giao diện lập trình để tương tác với các thành phần của trình duyệt các bạn lưu ý là nó là một phần của môi trường trình duyệt web nó được tạo ra bởi engineer của trình duyệt web chứ không phải nó thuộc về javascript nó là thằng trung gian chúng ta sẽ có các tên gọi và sau đó javascript sẽ tương tác qua các tên gọi này qua các đối tượng này để chúng ta có thể thay đổi cấu trúc của trang web và vì như vậy cho nên là các trình duyệt khác nhau form có thể có cấu trúc hơi khác nhau một chút nhưng về cơ bản thì cấu trúc của nó vẫn bao gồm các thành phần chính là giống nhau form sẽ cung cấp các đối tượng và phương thức cho phép lập trình viên tương tác với trình duyệt này và các thành phần của trang web như cửa sổ frame hay còn gọi là khung. Các phần tử của HTML, vân nó cho phép kiểm soát và thao tác các yếu tố trong trang web tạo cửa sổ mới, điều khiển độ phóng to thu nhỏ. Các bạn tìm tài liệu với từ khóa là bom dấu cách VK3 và truy cập vào trang web VK3 School. Các bạn tìm kiếm và click vào VK3, đọc tài liệu nhé. Rồi mô hình đối tượng trình duyệt viết tắt là bom. Người ta bảo là không có tiêu chuẩn chính thức nào cho mô hình đối tượng bom, mà các trình duyệt đã triển khai gần như các phương thức và thuộc tính giống nhau cho khả năng tương tác với JavaScript thì chính là cái ý mình nói là gì? Nó được tạo bởi trình duyệt và mỗi trình duyệt nó sẽ tạo ra hơi khác nhau một chút nhưng về cơ bản thì cấu trúc nó giống nhau. Trên màn hình là mô hình của bom, đứng đầu là đối tượng Windows và ở bên trong là các thành phần con mà chúng ta thường sử dụng nhất. Đầu tiên chính là document. Document này sau này các bạn sẽ có hẳn một chương để học về DOM. DOM là viết tắt của Document Object Model, mô hình đối tượng tài liệu. Ở trên này là mô hình đối tượng trình duyệt Nhá. Thì cái mô hình đối tượng trình duyệt này nó chính là cả cái sơ đồ này. Còn cái DOM ấy nó chỉ là một phần nhỏ ở trong DOM thôi. Ngoại các nhìn nhá. Rõ ràng thằng document nó là một con của thằng window Nó sẽ ngang hàng với thằng screen, location, history và navigator. Chúng ta sẽ có hẳn một cái chương để học về cái này. Nó sẽ tương tác với các thành phần ở trên trang để thay đổi cấu trúc trang này, thay đổi màu nền, thay đổi thuộc tính CSS vân vân. Đấy chúng ta sẽ có hẳn một chương để học. Rồi, còn lại sẽ là screen, location, history và navigator. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng thành phần một. Quay trở lại dự án số 3 chúng ta đã mở trước đó chuột phải chọn kiểm tra chuyển tab còn show có vào đây là win nhấn tab và enter để xem đối tượng gốc windows có gì còn mở ra này chúng ta thấy là có các phương thức và các thuộc tính trong đó có phương thức rất quen thuộc đó chính là alert để hiện thông báo lên trên màn hình thử nhé đây alert này tab này màu tròn nháy kép nhập thông điệp đúng không thế này nhưng mà trước chúng ta đã học rồi nhấn enter thì có một hộp thoại cảnh báo hiện lên xin chào Nhấn OK thì thông báo này mất đi. Hoặc đầy đủ hơn chúng ta có thể viết là window.alert. Màu tròn. nháy kép nhập thông điệp. Ví dụ ở đây là Hello World. Đấy có thể không? Đây là chúng ta sẽ có hai thông điệp. Bỏ thông điệp phần sau đi nhá. Ta để một thông điệp thôi dùng window alert. Còn bên trên này chúng ta dùng cú pháp viết tắt là alert thôi. Nhấn Enter này. Tương tự chúng ta sẽ có một pop-up hiện lên. Thông báo là Hello World. Và nhấn OK. Thì thông điệp này mất đi. Các bạn tìm kiếm với từ khóa dsmdn đen và click vào link đầu tiên. Click vào kinh loop để tìm kiếm Hàm alert. Chọn vào window alert method. Đây các bạn nhìn này, có phần ví dụ. Và hai cách chúng ta vừa làm có chính là window alert và alert viết tắt. Và nếu chúng ta kiểm tra kiểu loại của window này, thử nhá. Thử thai off này, thử cách window. Các bạn thấy không? thì window nó là một object tức là là một đối tượng chúng ta đến với thành phần tiếp theo là con của window đó chính là screen object đây screen đối tượng màn hình sẽ cung cấp thông tin về màn hình của người dùng như độ phân giải này kích thước này số lượng màu sắc và nhiều thông tin khác nữa ví dụ ở đây khi mình kiểm tra cái đối tượng screen các bạn có thể gõ là window chấm screen hoặc là viết tắt là screen nó vẫn hiểu sẽ có các thông số như sau có phần hai này phần width này đây chính là cái thông số màn hình hiện tại của mình đang dùng. Quay trở lại trình duyệt này. Các bạn xóa đi nhá, click vào đây, xóa đi này. Các bạn nhìn enter này và xóa đi. Rồi, các bạn gõ vào đây là screen. Enter. À, như vậy là toàn bộ cái đối tượng screen còn mở ra. Chúng ta sẽ có các cái thuộc tính. Có phần hai này, 1080 này và width này, 3840 Kiểm tra màn hình của mình nhá. Chuột phải này. Display setting này. Các bạn nhìn này. Đấy. 3840 và 1080. Ở đây là 1080 này. 3840 này. Đúng không? Tiếp theo là location. Location object là đối tượng vị trí đại diện cho URL hiện tại của trình duyệt và cho phép bạn tương tác với các thành phần của URL như protocol, tức là giao thức, hot name, code, path, vân vân. Bạn gõ location vào này. Đây thông tin đây. Chúng ta sẽ có phần hát này. Hát này chính là cái ID mà chúng ta học ở trong cái khóa html ấy chúng ta có phần thăng ấy khi chúng ta dùng h thì nó sẽ gì nhảy đến trúng cái id mà chúng ta chỉ định ấy thì bạn nào mà học qua cái phần html rồi sẽ biết được chưa hot sẽ là tự học cc này hot name là tự học cc này và cái href chính là cái link mà chúng ta đang truy cập rồi path name này bạn thấy là cái path name là cái phần cái đuôi này cái thư mục mà chúng ta đang truy cập đến đúng không rồi post này protocol chính là giao thức giao thức là http hay là https hai giao thức cơ bản của chúng ta dùng hiện tại thì cái trang web của mình đang dùng là giao thức https các bạn quay trở lại trình duyệt này vào cái link tự học cc cái chéo dự án nhá chuột phải kiểm tra này chuyển tắt console này Bọc Vào đây là location và nhấn enter đây mở ra các thông số mà chúng ta vừa xem ở slide bao một cái đường link này tự học cc cái chéo dự án ý là cái đường link mà chúng ta đang truy cập đúng không và cái thư mục dự án này, này ý là cái thư mục đây đấy thì các thông số nó ở đây nhá Tiếp theo là đối tượng History, đối tượng lịch sử, cho phép bạn tương tác với lịch sử trình duyệt của người dùng như điều hướng đến các trang trước đó hoặc sau đó này. Khi chúng ta truy cập nhiều trang web thì nó có cái mũi tên sang bên trái này hoặc tiến sang bên phải này, ở góc trái bên trên ấy. Thì khi chúng ta kích vào đây thì nó trở về trang trước đó, còn kích vào đây thì trở về trang sau đó. Quay trở lại trang tự học.cc, nhìn sang góc trên bên trái. Nếu chúng ta kích vào mũi tên sang trái này thì tức là quay trở lại cái trang web truy cập trước đó. Còn nếu kích vào mũi tên sang bên phải tức là truy cập vào cái link sau khi chúng ta truy cập vào link này trong trường hợp này thì nó bị mờ đi tức là đến đây là hết rồi đúng không đằng sau cái trang web này chúng ta không truy cập trang web nào nữa cả được chưa ví dụ nhé mình đứng tại đây mình truy cập thêm một cái link nữa là tự học c gạch kéo dự án enter rồi nếu chúng ta bách lại thì tức là quay trở lại trang trước được chưa? và nếu chúng ta đứng tại đây và chúng ta tiến về phía trước tức là truy cập vào cái link trong lịch sử truy cập sau cái link này chính là trang dự án được chưa? Chuột phải, còn kiểm tra chuyển tab console. Gõ vào đây là history. Tab này, enter. Đó. Chúng ta sẽ có cái độ dài của history, tức là trong cái tab này chúng ta truy cập ba cái link, đúng không? Tổng độ dài là ba. Bây giờ, giả sử chúng ta đứng tại đây, chúng ta gõ là history.back tab này, mở đóng ngoặc. Chấm vậy, tức là chúng ta gọi cái phương thức back tương ứng với việc là chúng ta kích vào nút này. Đấy nhấn enter này coi này enter đấy nó quay trở lại cái trang trước đó nó giống với việc chúng ta kích vào đây đúng không thì sau này chúng ta dùng javascript chúng ta có thể điều hướng được trang tiến về hoặc lùi lại Chợ trong lịch sử nhá rồi history này chấm forward là tiến về phía trước rồi mở đóng ngoặc chấm phải này nó sẽ tương đương với việc là chúng ta nhấn vào cái nút mũi tên ở đây nó sẽ quay trở lại cái trang dự án chưa? enter tức là nó tiến đến cái trang truy cập sau cái địa chỉ này Như enter nhá bạn thấy không? nó quay trở lại trong dự án và sau cái link này thì chúng ta không còn link nào nữa cho nên nếu chúng ta nhấn forward thì cũng không có nữa đúng không? cái tên này bị mở mở đi tiếp theo là navigator object đối tượng điều hướng cái thông tin về trình duyệt của người dùng như tên và phiên bản của trình duyệt hệ điều hành đang sử dụng vân vân có rất nhiều thông tin nữa nhưng mà đây là cái thông tin mà chúng ta thường dùng nhất đó chính là cái user agent này các bạn quay trở lại trình duyệt ở tab console có vào đây là này navigator nhấn tab này nhấn enter mở ra trong này có rất nhiều thông tin nhưng cái thông tin mà chúng ta hay để ý đó chính là cái user agent ở đây này mà cái thông số về điều hành này trình duyệt chúng ta sử dụng này thì sau này chúng ta có thể ghét cái thông số này ghét cái user agent này để biết được người dùng người ta đang dùng Windows hay là dùng mobile và đưa ra các cái bài toán xử lý tương thích với thiết bị tiếp theo là một vài ví dụ để các bạn hiểu là thông qua ngôn ngữ JavaScript chúng ta có thể tương tác với bom như thế nào nhá đầu tiên là chúng ta dùng window chấm để lấy chiều rộng của trình duyệt Hiện tại đang là 1915. Mình thay đổi nhé. Mình sẽ giảm nó đi này. Đấy. Và nhấn enter này. Các bạn thấy không? 1467. Tiếp tục mình giảm tiếp này. Mũi tên đi lên này. Chiều rộng lúc này là 1121. Giảm tiếp này. Nhấn enter này. Chiều rộng là 847. Tương tự chúng ta sẽ có Windows. chấm inner 2 để lấy chiều cao của cái trình duyệt và cái phần nhìn thấy trình duyệt đang là 347. Mình tăng lên cho nó nhé lên cái đoạn này này từ đây đến đây mình nhấn enter này các bạn thấy không là năm tám tiếp tục mình giảm đi này giảm đi mũi tên đi lên này là một bảy mươi tức là cái đoạn này này còn có một bảy mươi thôi chưa rồi tạm thời xóa đi chúng ta có thể theo dõi chuyển động của chuột ví dụ này dùng window chấm on window on nhấn tab này bằng function nhấn tab các bạn nhấn delete trên bàn phím để xóa chữ name đi này nhấn tab để xóa tham số đi hiện tại chưa chuyển tham số nhấn tab phát nữa để vào phần thân viết vào đây console chấm lốc màu tròn để kép nhập thông điệp phát hiện con trỏ di chuyển con trỏ chuột đấy rồi chấm phải kết thúc lệnh này các bạn nhấn enter bây giờ nếu chúng ta quay trở lại phần trình duyệt các bạn nhìn này đấy mỗi lần mình di chuyển các bạn nhìn nhá Đấy, đi di chuyển cái thì nó phát hiện con trỏ di chuyển và nó thông báo ra. Vì thông báo trùng nhau cho nên nó hiện cái số lần thông báo đây, đúng không? Đây gọi nhìn này. Đó. Rồi, dừng lại này. Và hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Mình sẽ review lại toàn bộ phần kiến thức để các bạn tiện ôn tập. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.